Quân đội nhân dân Lào được thành lập từ năm 1975, có quân số thường trực chỉ 29.100 quân và ngân sách quốc phòng trong quá khứ có năm chỉ vài trăm triệu đô la Mỹ. Thông tin hay hình ảnh về quân đội Lào khá ít ỏi trên truyền thông quốc tế, một phần vì tiềm lực quân sự của Viêng Chăn không được đánh giá cao trong khu VUC. Tuy nhiên ở thời điểm tại nhiều chuyên gia quân sự đã có cách nhìn khác về quân đội của đất nước triệu vòi. Viêng chân đã làm cả thế giới kinh ngạc với tốc độ hiện đại hóa trang bị của mình trong chỉ một thời gian ngắn. Với hàng loạt vũ khí mới được đưa vào trang và tất cả chúng đều sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh chúng ta đang xem. Đầu tiên phải phải kể đến hệ thống phòng không di động Iteron do Trung Quốc chế tạo. Iteron là hệ thống phòng không tầm thấp có các tính năng chiến đấu tương tự các tổ hợp phòng không 9K35 Stella 10 do Liên Xô chế tạo mà Lào hiện nay cũng đang sở hữu. Tiếp đến là hệ thống pháo phản lực hiện đại SR-5 cũng của Trung Quốc sản xuất. Tùy từng phiên bản, pháo phản lực SR-5 của Trung Quốc có thể được trang bị rocket cỡ 122mm hoặc 220mm. Riêng phiên bản sử dụng loại đạn Dragon King 6220mm có độ chính xác cao vượt trội do đây là đạn có dẫn đường. Tiếp đến là xe bọc thép Tiger, cũng là một sản phẩm được Trung Quốc sản xuất. Theo thông số kỹ thuật, loại phương tiện này có thể chở được tối đa tới 9 lính với đầy đủ trang thiết bị cùng với một lái xe và một trưởng xe kiêm địa đài viên. Xe Tiger được cho là có khả năng phòng thủ tốt trước các loại đạn cỡ 7,62mm. Tiếp đến là tổ hợp cối tự hành loại CS trên SS4 một sản phẩm cũng được Trung Quốc sản xuất với thiết kế dựa trên loại cuối tự hành 2B9M Vasiliok do Liên Xô trên Nga thiết kế và sử dụng. Loại cuối tự hành này có cơ chế nạp đạn tự động, cỡ nòng 82mm, được phía Trung Quốc khẳng định là có khả năng cơ động cực tốt, thích hợp với việc tác chiến cùng các đơn vị lính du, thủy quân lục chiến, bộ binh nhẹ, sơn cước. Mới đây nhất, Lào cũng đã tiếp nhận các máy bay tiêm kích nhẹ huấn luyện yak 130 do Nga sản xuất. Đây được coi là loại tiêm kích chủ lực tương lai của không quân Lào vì đơn giản nó sẽ là loại tiêm kích duy nhất mà quốc gia này sở hữu. Trước đó, Lào đã nhận được một loạt các xe tăng chiến đấu chủ lực loại T-72B Đại Bàng Trắng từ Nga. Do không là một quốc gia không có cảng biển, những chiếc T-72B này đã được Nga quá cảnh nhờ ở Việt Nam và sau đó được kéo sang Lào bằng đường bộ. Ngoài T-72B, quân đội Lào còn có trong tay các loại xe tăng khác như T-54 trên 55 t 34 đến 85 hay PT76. Nếu thấy video hay và bổ ích hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.